Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Thưa quý vị, hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và các khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ chiều phổ biến trong khoảng từ 35 đến 38 độ, một số nơi trên 38 độ như là tại các khu vực của Bảo Lạc, Cao Bằng 38,4 độ, Tây Hiếu, Nghệ An 38,8 độ, Đô Lương, Nghệ An 39 độ, Hương Sơn, Hà Tĩnh 39,1 độ, Quy Nhơn, Bình Định 38,5 độ, Ba Đồn, Quảng Bình 38,2 độ, Đông Hà, Quảng Trị 38 độ, Tuy Hà, Phú Yên 38,1 độ. Còn đối với các khu vực của thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, hôm nay nắng nóng cũng đã bớt gay gắt hơn, với nhiệt độ cao nhất về trưa và chiều trong khoảng 35 đến 37 độ. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục có xu hướng dịu dần, còn với các khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm trong không khí ở mức thấp từ 45 đến 65%. Từ ngày kia, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xuống dịu dần. Cũng trong đêm qua và sáng ngày hôm nay, các khu vực Tây Bắc và phía Bắc đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 20 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ sáng nay có nơi trên 80mm, như là tại Đồng Ruộng, Hòa Bình 165mm, Quang Minh, Sơn La 134mm, Lai Châu 122mm, Đồng Cửu, Phú Thọ 88mm. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, ở các khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo mưa dông tại các khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ còn tiếp tục lặp lại vào các buổi chiều, đêm và rạng sáng trong nhiều ngày sắp tới. Còn với các tỉnh thành khu vực Trung Bộ, từ khoảng chiều tối ngày mai, mưa dông trên toàn khu vực của Trung Bộ sẽ bắt đầu có xu hướng gia tăng hơn và sẽ có khả năng đi kèm với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên từ ngày kia nắng nóng sẽ thu hẹp và giảm hẳn ở các tỉnh thành phía Bắc và Trung Trung Bộ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới vẫn sẽ tiếp tục mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa. Ban ngày trời sẽ có nắng gián đoạn, tuy nhiên về chiều và tối có mưa và dông tại nhiều nơi. Trong mưa dông tiềm ẩn với nguy cơ về tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày mai, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng trên cả hai khu vực. Cảnh báo mưa dông tại các khu vực của Tây Nguyên và Nam Bộ, Nam Trung Bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày sắp tới. Nhiệt độ cao nhất trong các ngày tại các khu vực của Tây Nguyên từ 28 đến 32 độ, còn ở các tỉnh thành khu vực Nam Bộ từ 30 đến 34 độ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ trong đêm nay và rạng sáng ngày mai có mưa rào và dông tại Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội với lượng mưa vừa, mưa to trong khoảng từ 20 đến 50mm. Cục bộ một số nơi như Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn còn có thể có mưa rất to, lượng mưa từ 80mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc và sét, gió giật mạnh. Đồng thời, người dân cũng cần phải đề phòng với lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam và một số các khu vực phía Tây của Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình. Các khu vực còn lại như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình, trời tạnh ráo, ít mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Các khu vực vùng núi nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Ngày mai, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây và nắng gián đoạn, riêng một số nơi như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, trời ít mây và sẽ có nắng nóng, mưa nhỏ và mưa rào rải rác vào buổi sáng tại một số nơi như là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và một số khu vực của Hà Nội, Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Cục bộ một số tỉnh thành như Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Đến chiều và tối, mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác tại một số tỉnh như Hòa Bình,
Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang. Cục bộ một số khu vực có thể xuất hiện mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại một số nơi như Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Yên Bái, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang. Đến tối và đêm mai, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác vào buổi tối tại một số khu vực vùng núi phía Bắc và khu vực phía Tây Bắc. Và đêm ngày mai và rạng sáng ngày kia, mưa sẽ có xu hướng gia tăng, mưa rào và mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, nhất là tại các khu vực của Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Sơn La, với lượng mưa vừa và mưa to. Cục bộ một số nơi như của Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai còn có mưa rất to. Người dân cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác về đêm và rạng sáng tại một số nơi đồng bằng, nhất là khu vực ở Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Các khu vực vùng núi, nhiệt độ ở mức thấp hơn trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Dự báo do ảnh hưởng của các vùng hội tụ gió ở trên mực nước 1.500 m nên những cơn mưa rào và dông với lượng mưa vừa, mưa to rải rác tại các khu vực của Bắc Bộ trong nhiều ngày sắp tới. Trong đó, mưa to sẽ tập trung nhiều tại các khu vực Trung Du và vùng núi phía Tây Bắc và phía Bắc. Thời gian mưa chủ yếu diễn ra về chiều tối, đêm và rạng sáng. Mưa dông còn có thể kéo dài rải rác cho tới ít nhất là ngày 12 tháng 6. Với nền nhiệt độ từ ngày kia trở đi, nhiệt độ toàn khu vực của Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm nhẹ từ 2 cho đến 3 độ, nắng nóng sẽ có xu hướng dịu dần. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác tại một số tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Tây. Mưa nhỏ rải rác một vài nơi tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, các khu vực còn lại trời tạnh ráo và không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, khu vực phía Tây như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn từ 23 đến 26 độ. Ngày mai ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Chiều và tối có mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác tại một số nơi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cục bộ một số khu vực phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đến tối mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số khu vực như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Đến đêm mai và rạng sáng ngày kia, có mưa rào và dông tại nhiều khu vực như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Cục bộ tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo những cơn mưa rào và dông vẫn rải rác tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, kéo dài cho tới ngày 12 tháng 6. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối, đêm và rạng sáng ngày hôm sau. Cục bộ nhiều điểm xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời, do mưa kéo dài nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Về nền nhiệt độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày kia trở đi, nhiệt độ sẽ bắt đầu có xu hướng giảm từ 1 đến 3 độ, nắng nóng sẽ có xu hướng dịu dần. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong tối và đêm nay có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Cục bộ một số như Ninh Thuận có mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Tuy nhiên, thì thời gian diễn ra mưa ngắn, mưa sẽ giảm nhanh về đêm. Các khu vực ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, trong tối và đêm nay, trời tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Ngày mai buổi sáng và trưa, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Còn các khu vực như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác tại hầu khắp các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Cục bộ một số nơi như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to và rải rác có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh.
đồng thời cũng cần phải đề phòng với khả năng xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị và các vùng trũng thấp. Đến tối và đêm mai, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận. Tuy nhiên thì thời gian diễn ra mưa ngắn, mưa cũng sẽ giảm nhanh về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh nên vẫn có những cơn mưa rào và dông rải rác tại các khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cho tới ngày 13 tháng 6. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối, với nhiều điểm có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Trong mưa dông, cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh, đồng thời cũng cần phải đề phòng xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị và các vùng trũng thấp. Vậy nên nhiệt độ từ ngày kia trở đi, nhiệt độ tại từ Đà Nẵng đến Phú Yên sẽ có xu hướng giảm nhẹ từ 1 đến 3 độ, nắng nóng vì thế cũng sẽ có xu hướng dịu dần. Khu vực Tây Nguyên trong chiều và tối nay trời nhiều mây, tạnh ráo, ít mưa, mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi tại Đắk Nông, Lâm Đồng vào buổi tối. Tuy nhiên, thời gian diễn ra mưa ngắn và sẽ giảm nhanh về đêm. Tuy nhiên, trong đêm nay và rạng sáng ngày mai, có mưa rào và dông với lượng mưa vừa, mưa to ở một số nơi tại Gia Lai, Đắk Lắk và tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Tây, cục bộ có nơi mưa rất to. Có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ vào rạng sáng ngày mai tại một số nơi như Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Cục bộ khu vực phía nam của Lâm Đồng và Kon Tum sẽ có mưa rào và rải rác có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 18 độ. Ngày mai, khu vực của Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Đến chiều và tối, mưa sẽ có xu hướng gia tăng, mưa rào và mưa dông rải rác tại hầu khắp các tỉnh như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, cục bộ một số nơi như Gia Lai, Kon Tum có mưa vừa, mưa to và rải rác có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm mai, khu vực của Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại các nơi như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, cục bộ một số nơi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng hết sức với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời, người dân cũng cần đề phòng với các khả năng xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị và các vùng trũng thấp. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi thấp hơn 17 đến 19 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh dần, nên vẫn có những cơn mưa rào và dông sẽ có xu hướng gia tăng cả về diện và về lượng tại hầu khắp các khu vực của Tây Nguyên. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối và sẽ có thể kéo dài tới ngày 13 tháng 6. Về nền nhiệt độ, khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ vẫn ổn định, mức cao nhất trong ngày từ 28 đến 32 độ và duy trì trong nhiều ngày sắp tới. Khu vực Nam Bộ, tối và đêm nay, trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ ở một số nơi tại miền Đông Nam Bộ như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Đêm nay và rạng sáng ngày mai, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trên cả hai khu vực, với nhiều điểm xuất hiện mưa vừa, mưa to như là tại Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, cục bộ một số nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước có mưa rất to, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại các nơi như là Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị và các vùng trũng thấp, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Ngày mai, buổi sáng và trưa, khu vực Nam Bộ trời nhiều mây và nắng gián đoạn, một số khu vực có mưa nhỏ và mưa rào tại Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và dông rải rác trên cả hai khu vực miền Đông cũng như miền Tây Nam Bộ. Trong đó, mưa to sẽ tập trung nhiều ở một số nơi như là Long An, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Các khu vực còn lại có mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác ở một vài nơi. Đến tối và đêm mai, khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng. Tuy nhiên, thời gian diễn ra mưa ngắn, mưa sẽ giảm nhanh về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ có xu hướng mạnh dần lên, những cơn mưa rào và dông có xu hướng gia tăng cả về diện và về lượng tại cả hai khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ, với nhiều điểm có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to, thời gian chủ yếu vào chiều và tối.
Dự báo đợt mưa lớn này có thể kéo dài tới ngày 8 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6. Mưa lớn có xu hướng giảm dần, vậy nên nhiệt độ khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất vẫn sẽ ở mức ổn định 30-34 độ và sẽ duy trì trong nhiều ngày sắp tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!